nhất trí và luôn nỗ lực trong công tác điều hành thi đấu, đảm bảo tính công bằng, trung thực và khách quan vì sự thành công của giải. 2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định của ban tổ chức giải và sẵn sàng chấp hành sự phân công của ban tổ chức trong quá trình tổ chức giải. 3. Phát huy tính đoàn kết, kỷ luật, nghiêm túc nhằm điều hành giải đúng luật và